Chào mừng các bạn đến với buổi talk show được phát sóng định kỳ trên fanpage của VTC Academy. Tôi là Huỳnh Nguyên Bảo, là giảng viên tại VTC Academy, cũng là MC sẽ đồng hành cùng với các bạn trong buổi talk show vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Năm mới khởi đầu mới, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề mới gì đây? Nhìn vào tựa đề livestream chắc không cần giới thiệu thì nhiều các bạn cũng phải biết đó là gì rồi đúng không nào? Hôm nay hãy cùng tôi gặp gỡ vị khách mời đã từng xuất hiện trên sóng livestream trước đó của VTC Academy và nhận được rất là nhiều sự yêu thích của các bạn theo dõi chương trình. Dạ vâng, em chào anh. Chào bạn. Vâng, thì trước khi bắt đầu với buổi talk show ngày hôm nay thì anh Trung có thể giới thiệu đôi nét về mình để cho các bạn mới lần đầu theo dõi buổi livestream ngày hôm nay có thể hiểu hơn anh về anh không ạ? Ok. Xin chào mọi người, mình tên là Trung. Mình hiện giờ đang làm Technical Manager của Amanot, một công ty về Music Tech. Chúng tôi làm về những cái sản phẩm liên quan tới âm nhạc để mà mục đích mang cái trải nghiệm âm nhạc tốt nhất đến cho mọi người. Nhắc đến Music Tech, cái tên Amanot chắc chắn không còn xa lạ với các bạn yêu thích trải nghiệm âm nhạc thông qua công nghệ. Với người trẻ yêu game và âm nhạc, Amanot còn được biết đến như nhà phát hành tựa game âm nhạc đình đám có sức ảnh hưởng ở phạm vi toàn cầu và từng được chọn là nhà phát hành game âm nhạc số 1 thế giới theo Sensor Tower năm 2019. Đó là câu chuyện với người chơi game. Vậy thì còn với người làm game âm nhạc thì sao? Việc tạo nên một music game có thú vị và làm thế nào để trở thành một phần của team tạo nên những game như thế? Số livestream tuần này anh Trung đến đây sẽ giải đáp hết cho các bạn. Trước hết hãy cùng tôi tìm hiểu những điểm thú vị của music game so với các thể loại game khác nha các bạn. Trước tiên thì anh Trung có thể giới thiệu một chút xíu, định nghĩa một chút xíu về music game một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho các bạn đang theo dõi livestream được không ạ? Và hiện nay trên thị trường thì có bao nhiêu music game? Music game nếu một cách đơn giản là nó gồm có hai phần, music và game. Và hai phần đó là gắn bó rất là mật thiết với nhau. Music sẽ là một phần để tạo nên cái game đó. Khi mà thiếu cái music, thí dụ như chúng ta tắt tiếng thì chúng ta sẽ không thể chơi được hoặc là chơi với một trải nghiệm rất là tệ. Và những cái nội dung trong game kiểu như là level trong game, màn chơi, những cái chướng ngại vật, thậm chí cả những cái kẻ thù boss đều được tạo ra cho phù hợp, nó đồng điệu, nó cùng nhịp với cái phần music. Và hiện nay thì trên thế giới có những loại music game như sau. Thứ nhất là về simulation, là game giả lập âm nhạc. Trong cái thể loại đó thì chúng ta sẽ mang tới cái trải nghiệm giống như chúng ta đang play một cái nhạc cụ nào đó. Và cái việc mà cái âm nhạc nó phát ra nó hay hay dở là phụ thuộc cái cách mình play. Đối với những người chơi hay thì họ sẽ nghe được một bài hát rất là hay. Còn những người chơi dở sai nhịp thì âm nhạc cứ đứt quãng, sẽ mang lại cảm giác cũng tương đối khó chịu. Loại thứ hai là về music experience, là trải nghiệm âm nhạc. Trong cái thể loại đó thì mọi người cứ thoải mái mà tận hưởng cái màn chơi và cái âm nhạc trong màn chơi đó. Rủi như chúng ta có thể sai một chút thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái nhịp của bài hát giống như là simulation. Nhưng mà nếu như chúng ta chơi hoàn hảo thì chúng ta được nhiều điểm hơn và sẽ có những cái hiệu ứng nó về phần nghe và phần nhìn nó thú vị hơn. Và loại thứ ba là loại mà Amanot đang hướng tới, đó là music interactive, nghĩa là âm nhạc tương tác. Thì trước giờ á là bảo có bao giờ là bảo đã nhìn thấy là người ta múa theo một bài hát rồi đúng không? Dạ vâng. Thì có bao giờ bảo nghĩ tới chuyện là cái bài hát ca khúc đó có thể phát theo cái kiểu cái điệu múa chúng ta hay không? Cũng hình dung được cái anh nói là gì. Thì như vậy với cái music interactive thì tùy vào cái cách chơi của mọi người, cái trải nghiệm âm nhạc đối với họ nó sẽ là khác biệt. Những người có cách chơi độc đáo nhiều khi họ sẽ tạo ra một cái nội dung âm nhạc, cái trải nghiệm âm nhạc độc đáo mà chỉ có riêng họ mới có thôi. Đó là điều mà nó đang hướng tới. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ cho các bạn những cái thông tin liên quan đến là music game là gì. Thì anh thấy đâu là điểm tương đồng và khác biệt giữa music game và các thể loại game khác ạ? Điểm tương đồng thì là về music rồi. Dạ. Những game khác thì mặc dù không phải music game nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có âm nhạc. Dạ. Ví dụ game hoặc là phim ảnh hoặc là bất cứ một hình thức giải trí nào khác thì chúng ta đều có thể nhận thấy âm nhạc luôn xuất hiện. Nhưng mà đối với những cái thể loại game khác, những thể loại game bình thường mà sử dụng âm nhạc như là music background hoặc là những cái hiệu ứng khi mà có sự kiện gì đó xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể tắt nhạc và chơi. Và khi
âm nhạc chỉ thật sự mà đóng vai trò quan trọng ở những cái đoạn phim trailer hoặc là những cái đoạn phim mà nó nằm ngoài game, nó ở những đoạn phim chuyển tiếp kiểu như âm nhạc trong Final Fantasy chẳng hạn. Đúng rồi. Nhưng mà ở music game thì âm nhạc nó sẽ nằm xuyên suốt của game. Nhiều khi nó nằm cả ở ngoài cái action play nữa. Nhiều khi đó chỉ là chúng ta bấm một cái button trong game, chúng ta chuyển trang, mở pop up, nó cũng có thể tạo thành những cái giai điệu mà nó phải đồng điệu với nhau chứ không chỉ đơn thuần là sound effect. Đúng rồi. Thì cũng một số lần em chơi game và em có thấy là khi mình bấm những cái nút này nó sẽ tạo ra một cái điệu nhạc nữa. Chẳng hạn như từng cái nút mà khi em bấm play hay là mình back lại một cái trang nào đó thì nó cũng có một cái điệu âm thanh hay tinh 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 gì đó, nó sẽ khác nhau trong từng cái nút. Các anh có từng trải nghiệm rồi. Mà anh nhắc đến Final Fantasy thì thực sự là nếu mà nói về cái sự khác biệt giữa hai cái dòng game thì đúng là cái việc mà khi mình chơi game á, những cái dòng game khác thì nó chỉ mang tính chất là game âm nhạc, nó chỉ mang tính phụ nhưng mà nó vẫn thể tạo được cái sự trải nghiệm cho người chơi. Và music game thì có một cái em thấy rất là thích là khi mình chơi á, em có thường chơi những hạng dòng game, những hạng như là mình có thể nhảy trên trực tiếp trên cái bài nhạc đó. Những hạng game ở ngoài siêu thị á, ở ngoài trên cái trung tâm mua sắm em có từng thấy rồi. Rồi những cái dòng game khác nữa, nó cũng kiểu mà tương tác trực tiếp như vậy. Thì nó cũng đưa tạo cảm hứng cho em chơi rất là nhiều, em cũng thích chơi thể loại game như vậy, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì không biết là thế điểm khác biệt lớn nhất giữa music game và game có âm nhạc là gì? Và anh có thể giúp em phân biệt rõ hơn được không ạ? Ok, như mình đã nói hồi nãy là music game, nếu mà chúng ta thiếu cái yếu tố music, chúng ta tắt âm thanh chẳng hạn, thì cái cảm nhận nó không còn trọn vẹn nữa. Và cái nội dung của màn chơi, từng cái bước di chuyển của nhân vật, cái lúc cái âm thanh lúc mà tung đòn thế hoặc là những cái con enemy xuất hiện, nó đều là nhịp nhàng như một bài hát và nó được tạo ra từ cái từng nốt nhạc trong bài hát đó. Và những cái đoạn cao trào của màn chơi á, nó cũng chính là được tạo ra từ cái những đoạn cao trào của bài hát. Mọi thứ nó đều đi từ cái bài hát cả. Vậy thì còn những cái game mà nó chỉ mang tính chất là âm nhạc vào được thêm vào thì nó sẽ khác biệt nhau như thế nào nhỉ? Lúc đó thì cái âm nhạc lúc đó nó chỉ mang yếu tố phụ thôi. Lúc đó thì âm nhạc nó phải xuất hiện, nó phải thể hiện theo cái màn chơi. Ví dụ như tới khúc gặp boss thì bắt đầu nhạc dồn dập. Rồi tới khúc nhân vật chiến thắng hoặc là nhân vật bị thua thì âm nhạc nó cũng sẽ thay đổi cảm xúc theo. Còn ở music game thì là cái màn chơi, cái nội dung trong màn chơi nó sẽ theo cái tiết tấu của bài hát. Kiểu như là bây giờ khi mà mình chẳng hạn những dòng game thông thường á, là mình không có âm nhạc, thì đôi khi là không có âm nhạc mình vẫn có thể chơi được một cách thoải mái. Nhưng mà đối với những cái game mà dạng như music như thế này, mình tắt âm thanh đi, gần như là không có cái cảm xúc để mình chơi nữa. Nhưng mà chẳng hạn như những cái dòng game như ngày xưa là chơi game Audition cũng vậy, mình tắt cái nhạc đi gần như nó không còn cái gì cả, chỉ có thể bấm nút thôi. Nên là đâu đó các bạn có thể hình dung được là cái việc mà mình chơi game dạng music game nó sẽ đặc biệt như thế nào. Thì anh Trung ơi, thì không biết là anh Trung có thể phát họa chân dung một số vài kiểu người chơi mà khi chơi music game hiện nay là gì không ạ? Đối với music game thì chúng ta có thể phân loại những người chơi như sau. Nếu mà chúng ta phân loại theo trình độ người chơi á, thì có dân pro với lại dân amateur. Thì những người dân pro á, là họ có kiến thức âm nhạc rồi, đôi khi họ là những người chơi nhạc chuyên hoặc là không chuyên, thì họ thích chơi dòng music game kiểu simulation hơn. Bởi vì ở đó thì họ được trải nghiệm cái cảm giác là mình mô phỏng mô phỏng chơi nhạc cụ. Thì với cái vốn kiến thức về âm nhạc và nhạc cụ của họ thì họ có thể là chơi nó đúng nhịp, nó đúng cao độ, đúng cao trào hơn, thì cái trải nghiệm mang lại của họ nó sẽ tốt, nó giống như là họ đang chơi một cái nhạc cụ. Còn đối với dân amateur thì simulation khá là khó đối với họ, thì cái mà họ mong đợi là một trải nghiệm âm nhạc tốt. Nhiều khi họ chơi là chỉ chủ yếu là vui, mà nếu khó quá thì nó sẽ dẫn tới là bị mất cảm xúc. Thì đối với những game mà thuộc dòng music experience thì cái người chơi amateur á, không cần phải chơi quá hay. Họ có thể chơi cũng tầm tầm thôi, thì cái chất lượng âm nhạc mang lại nó vẫn tốt hơn. Rồi ở những lần chơi sau hoặc là những cái vật phẩm mà hỗ trợ thì giúp họ vượt qua những cái đoạn khó, thì từ đó cái trải nghiệm giải trí và trải nghiệm âm nhạc mang lại nó sẽ là tốt hơn đối với họ.
Vâng, thì được biết á, các game Amanoid phát hành hiện tại có tập khách hàng chủ yếu là thị trường châu Âu và châu Mỹ. Vậy thì chân dung người chơi ở châu Âu và châu Mỹ sẽ khác biệt so với thị trường Việt Nam là như thế nào nè? Ở mỗi nơi khác nhau, những vùng khác nhau, có nền văn hóa khác nhau thì tập khách hàng, cái nhu cầu của họ cũng rất là khác nhau. Ví dụ như ở châu Âu, thậm chí là ở châu Âu và châu Mỹ đã khác nhau rồi. Nếu mà đối với người chơi ở Mỹ á, thì chủ yếu là họ thích những cái nhạc popular, nhạc trending, nhạc mới. Họ thích những cái bài sôi động. Họ thích những cái hiệu ứng mới lạ, những cái tính năng mới, những cái tính năng kiểu như kết bạn. Còn những người chơi ở châu Âu thì chủ yếu là những người lớn tuổi thì họ thích những cái gì đó nó xưa, nhạc cổ điển. Họ không đòi hỏi quá nhiều cái tính năng, nhưng mà có điều những tính năng mà họ cần á thì nó phải chỉnh chu. Đó, và họ cũng sẵn sàng trả tiền cho chuyện đó. Rồi còn nếu với dân bên thị trường châu Á đó thì nó lại khác hơn nữa. Ví dụ như Nhật đi ha, thì họ đòi hỏi một cái chất lượng rất cao và họ sẵn sàng trả tiền cho chuyện đó, chứ họ không chấp nhận câu quảng cáo. Thị trường Trung Quốc thì lại ngược lại, họ lại rất là sẵn lòng coi quảng cáo và nội dung thì gì cũng được, chỉ cần nhiều là được. Dân Việt Nam mình thì sẽ có những cái điểm khác, đó là mình cảm thấy hứng thú với những cái nội dung được Việt hóa, những cái ca khúc của Việt Nam, những bài mới, những bài giới trẻ bây giờ. Và dân Việt Nam mình cũng vừa sẵn sàng trả tiền để được những cái sản phẩm chất lượng, và cũng vừa sẵn sàng có quảng cáo. Và đó là những thông tin vô cùng hữu ích về Music Game mà tôi tin chắc rằng các bạn trẻ yêu thích thể loại này sẽ đều tò mò và muốn tìm hiểu về nó. Vậy để tạo ra một tựa game hấp dẫn người chơi và có tuổi thọ lâu đời như vậy thì liệu có khó không, và Amanoid làm điều đó bằng cách nào khi đang là một trong những nhà phát hành game âm nhạc được yêu thích nhất hiện nay? Tiêu biểu như là Magic Time. Cùng tôi bước đến với phần tiếp theo của talk show ngày hôm nay nha. Trước khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về tựa game này thì công thức và để khiến nó thành công thì Bảo muốn đấu với anh Trung một ván game này để mà có thể chúng ta thấy được là cái game này nó hấp dẫn như thế nào ha. Các bạn xem livestream cùng đọ sức, hãy cùng đọ sức với Bảo và anh Trung xem thế nào, và nhớ comment điểm số cho Bảo và anh Trung biết được nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Ngày trước thì không biết là bình thường cái anh chơi này kỷ lục anh cao nhất của anh là như thế nào anh ha? Là sao Bảo? Kiểu như anh chơi mà anh thể đạt được cái mức độ gọi là cái bao nhiêu điểm á? Anh chơi được khoảng 2.000 điểm á. Ok, vậy cái mức độ đó khó không anh? Khó chứ, lúc đó thì thật ra thì bấm theo quán tính luôn, không biết mình đang bấm cái gì luôn á. Chứ bây giờ em cũng đang bấm theo quán tính nè. Nói thật là cái em không có quen lắm thì thật sự á. Ngày trước em chơi á là chơi chủ yếu là nó sẽ có cái nút, hoặc là chơi trên cái sàn gì đó thì mình sẽ cảm nhận, chứ còn chơi trên màn hình em hơi khó. Nhưng mà nói đi cái này em cũng không quen lắm trên cái dạng cách chơi này. Có mấy lần anh chơi anh chơi thắng cả anh Bill là người tạo ra game này nè, người sáng lập Amanoid đó. Anh chơi thắng luôn ảnh đó. Wow. Sáng lập ra nghĩa em như là bị ha, kiểu như thì cũng có một cái kiểu là người làm chưa chắc là người có thể chơi tốt nữa. Nhưng mà ảnh mặc dù chỉnh chơi thua nhưng mà ảnh thấy mọi người đều hào hứng thì ảnh cảm thấy rất là vui. Game này đang tập trung cao độ lên, em nói chuyện với anh chứ thực ra em cũng đang tập trung hết cỡ tại vì bấm nhiều lắm rồi. Bán nữa em sợ ấm lủng màn hình rồi. Có cái cộng đồng chơi Magic Tree quốc tế cũng đông lắm, cũng có nhiều câu chuyện thú vị. Cũng có những cặp quen nhau qua cộng đồng đó rồi cũng kết hôn với nhau đó chứ. Thật ra thì để chơi game này hay á, Bảo đừng suy nghĩ gì hết. Bảo đừng suy nghĩ gì cả, cứ để cho âm nhạc dẫn lối. Không biết là thì cái bản nhạc mà anh thích chơi nhiều nhất là bản nhạc gì anh ha? Thật ra anh thích chơi nhiều bài, bởi vì mỗi bài sẽ có một thiết kế level riêng cho bài đó, những đoạn cao trào khác nhau á. Anh thích chơi những bài lạ mới, để thay vì mình nghe cái bài đó là mình nghe nhiều lần rồi. Mà bây giờ mình khi mình play nó thì sẽ như thế nào?
à, mình có cái mình có cái feel hơn. Đúng rồi, đôi khi là nhiều khi mình chỉ nghe, mình vừa nghe mình làm việc hay là mình ngồi mình tận hưởng nó thì mình được lần này mình tương tác với nó ha. Thì sắp tới thì cũng là ngày tết đến anh, thì không biết là cái kho nhạc mà của bên Magic Time nó sẽ được update về cái nhạc xuân không anh nhỉ? Tất nhiên là có rồi Bảo. Sẽ phải có nhạc xuân. Thường là như là nhạc Việt Nam mình cũng sẽ được đưa vào đây nhiều hơn ha. Cái đó thì cũng hên xui nha, bởi vì cũng tùy thể loại. Ví dụ như là những bài nhạc sôi động EDM thì ok đưa vào rất là phù hợp, nhưng mà nhạc bolero thì mấy thầy truy chưa tự tin lắm. Vâng, nó hơi bị trầm. Nhưng mà đó cũng là một cái mảnh đất chưa được khai thác của thể loại nhạc Việt Nam. Nhạc bolero rồi xuân này con không về đồ nhưng vâng, thì có chung là mình cũng mới vừa trải nghiệm qua cái phần tựa game này. Thì mặc dù là dù nó không được nhiều nhưng mà em cảm giác được rất là sự thú vị của dòng game này rồi. Thì đây cũng là một trong những cái dòng game mà chắc là rất là phù hợp dành cho cái việc Tết đến xuân về, chúng ta có thể chơi với bạn bè và gia đình. Vâng, và rồi là phần đấu game vô cùng thú vị giữa Bảo và anh Trung. Giờ thì mình cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về tựa game này nha. Được biết thì Magic Style Tree là một trong những tựa game phát hành thành công nhất hiện nay trên của Amanoff. Vậy thì theo anh Trung, sự thành công Magic Style Tree này dẫn đến từ những yếu tố nào ạ? Thành công của Magic Style Tree hiện nay đến từ 3 yếu tố. Một là đến từ sự nghiên cứu thị trường rất là kỹ càng của những người sáng lập. Thời đó là có một cái game nó khá là đơn giản nhưng nó lại mang lại cái sự hứng thú với người chơi, đó là game Don't Tap White Tile, có nghĩa là đừng có chạm vào cái tile màu trắng, chỉ được bấm những cái phím màu đen thôi, nó hoàn toàn không có âm nhạc, nhưng mà người chơi chỉ cần bấm những cái phím màu đen và họ phải bấm thật nhanh để những cái phím đó nó trôi về đích. Chỉ có như vậy thôi, nhưng nó là game cũng rất là nổi tiếng thời đó. Rồi, cái đó là một game nói về sự đơn giản. Và cái game, có một game âm nhạc thời đó là game Piano Time. Piano Time 2. Thì game đó là một game MIDI để mà giả lập cái việc chơi piano. Nó đó cũng thể gọi là game âm nhạc á, nhưng mà nó thiên về simulation. Thì game đó mặc dù là có thể mang lại cái trải nghiệm âm nhạc cũng khá cho người chơi á, nhưng mà nó lại hơi khó, đòi hỏi người chơi phải đúng nhịp. Cho nên là kết hợp giữa hai cái yếu tố đó thì Magic Time Tree mới thấy đây là cái cơ hội của mình. Một game có cách chơi rất là đơn giản nhưng mà lại mang lại thứ âm nhạc chất lượng cao và trải nghiệm nhạc tốt, hướng đến những người chơi nghiệp dư. Bởi vì người chơi nghiệp dư là một cái tập user lớn nhất, luôn luôn là tập user lớn nhất. Rồi, yếu tố thứ hai là đến từ sự đam mê âm nhạc. Bởi vì sau những cái dự án trong quá khứ thì cũng có khá nhiều dự án thất bại, nhưng bù lại mang lại cho những người tiên phong á những cái bài học rất là giá trị. Ví dụ như bài học về sự đơn giản. Tại vì có một cái game Top Top Dream của Amanoff thời kỳ mà công ty chưa thành lập nữa. Thì game đó nó hướng tới cái gameplay rất đơn giản, thì nó lại có những cái thành tựu đáng kể. Rồi, yếu tố thứ ba là về đúng người đúng thời điểm. Thời điểm đó thì chưa có một cái music game đúng nghĩa, thì cái mảnh đất music game nó còn rất là hoang sơ và chúng ta là người đi đầu. Thì người lúc nào cũng vậy, người đi đầu sẽ có những cái thách thức và cơ hội dành cho người tiên phong. Nó cũng rất là nhiều cái trung chuyên ha. Thì em thấy rằng là những cái dòng game mà nó mang tính chất mà cái gọi là sự đơn giản đó, nó luôn luôn mang lại cho nhiều người chơi kiểu như để dễ dàng tiếp cận người chơi nhiều hơn. Chẳng hạn như là em thấy một cái gọi là môn thể thao đơn giản thôi là về đá banh, nó là một môn thể thao vua, mà nhiều khi em rất là thể sự phân tích của em là game nó ở cái môn thể thao nó thực sự là chỉ đơn giản, mình chỉ cần một trái banh mà mình biết đá là được. Nhưng mà chỉ sự khác biệt là giữa một người chơi giỏi và một người chỉ mới chơi thôi. Nhưng thực ra ai cũng tiếp cận được, miễn là mình có cái banh thôi, đúng không anh ha? Giống như cái game này mình mới tiếp cận thì mình vẫn có thể chơi được. Và mình chỉ cần up kill dần dần lên. Dạ vâng. Vâng, thì bây giờ nói nhiều hơn về tuổi thọ của game thì sẵn đây anh Trung có thể bật mí cho các bạn đang theo dõi buổi talk show biết là để làm sao duy trì sức nóng của game và đội ngũ lập trình Amanoff
để làm thế nào để giữ vững vị chính của mình? Đây là một câu hỏi cũng khá là thú vị, bởi vì cái điều đó cũng luôn là cái điều mà mọi người băn khoăn nhưng cũng cảm thấy rất là hứng thú. Bởi vì theo nghiên cứu thị trường á, những music game á, luôn có tuổi thọ rất là dài. Nói một cách vui là music game thì never die. Trong lịch sử thì có những cái game music kiểu như là ở bên Nhật nha, thì có game Taiko no Katsujin. Thì cái game đó là game đánh trống truyền thống của Nhật á. Nó chơi rất là dễ, thì thao tác giống như đánh trống thôi. Nhưng mà hiệu ứng và trải nghiệm nhạc nó rất tốt. Game đó rất là nổi tiếng trên những hệ máy console và những cái điện tử thùng ở trung tâm thương mại á. Nếu có dịp thì Bảo có thể đi Eon Mall để mà trải nghiệm. Rồi, những game khá là kinh điển như là game Stepmania, một game về nhảy, hoặc là game Just Dance. Mỗi năm đều ra một phiên bản và hiện giờ là tới năm cũng thứ mười mấy rồi. Rồi ngoài ra thì ở Việt Nam mình có một game music, một music game rất là nổi tiếng, nói ra biết liền, đó là game Audition. Có một câu chuyện vui á, là game Audition sau mười mấy năm hoạt động á, thì nhà phát hành là định là đóng cái game đó luôn và mở server một lần cuối để mọi người chơi, để hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Nhưng mà cái lần mở server đó thì mọi người vô chơi quá nhiều, cho nên nhà phát hành thay đổi ý định, game vẫn còn sống tốt. Thì từ những thông tin đó thì nhóm phát triển cũng khá là tự tin vào cái tuổi thọ của music game đó. Thì mọi người luôn cố gắng là mình giữ cho game luôn mới về mặt nội dung, luôn cập nhật những bài hát mới, những cái music trend nổi tiếng hiện nay, và hoàn thiện cả về phần nhìn nữa, phần nghe lẫn phần nhìn. Rồi sáng tạo ra những cái gameplay mới, xây dựng một cộng đồng chơi game nó sôi nổi, vui vẻ hơn. Đó là những điều mà nhóm phát triển muốn, đã đang và sẽ làm. Âm nhạc là phần không thể thiếu để đóng góp vào thành công của các game âm nhạc như là Magistar 3. Vậy thì trong các tựa game âm nhạc của Amanot thì âm nhạc sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Và âm nhạc của những game này có đặc điểm gì nổi trội ạ? Chắc chắn một điều, nói về music game thì âm nhạc phải chiếm hơn 50%. Bởi vì âm nhạc sẽ là cái nguồn gốc để mà chúng ta tạo ra cái nội dung trong game, tạo ra cái màn chơi trong game. Riêng với các sản phẩm Amanot thì nhóm phát triển đang hướng tới là phủ âm nhạc càng nhiều càng tốt, có thể là 100% luôn. Có thể là tất cả những cái hành vi, những hoạt động trong game như là nút bấm nè, chuyển trang nè, hoặc là thậm chí là di chuyển ngón tay thôi, nó cũng có thể tạo ra âm nhạc. Và cái âm nhạc đó phải là một giai điệu hay. Tóm lại là mong muốn là phủ âm nhạc 100%. Rồi, dạ em cảm ơn những chia sẻ vô cùng lý thú và bổ ích từ anh Trung ạ. Có một phần nữa là được nhận rất là nhiều sự quan tâm của các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay, đó là cơ hội làm việc trong ngành này, và đặc biệt là những bạn trẻ yêu game và muốn làm việc trong lĩnh vực game âm nhạc. Music game đơn giản nhưng mà không dễ xơi, thì anh Trung có thể chia sẻ về cơ hội và thử thách của ngành này để cho các bạn có thể nguyện vọng theo đuổi làm việc cái gọi là music game thì hiểu rõ hơn trước khi dấn thân vào đây không ạ? Nói về cơ hội, thách thức và cơ hội trong của music game thì tất cả nó đến từ music. Đó cũng là một thách thức và cũng là một cơ hội. Bởi vì đến với music thì chúng ta không thể đến với nó một cách không có đam mê được. Nếu như mà không có đam mê âm nhạc thì mình sẽ không có tìm hiểu rõ về âm nhạc, về các bài hát, về giai điệu, cũng như không thể phân tích một đoạn nhạc là nó tổ chức như thế nào, nó có những cái cao trào như thế nào, và mình không khai thác tốt được nó. Rồi ngoài ra thì để làm music game một cách hiệu quả thì chúng ta cũng cần có một cái kiến thức âm nhạc nhất định. Nếu không có đam mê thì cũng khó học lắm. Rồi ngoài ra thì chính là cái đam mê âm nhạc á, nó sẽ là động lực mỗi khi mà chúng ta gặp khó khăn hoặc là khi mà chúng ta thất bại và cần một cái sự động viên. Rồi nói về cơ hội ha,
Thì nếu như mà chúng ta có sẵn một cái niềm đam mê âm nhạc, thậm chí chúng ta có sẵn một cái kiến thức âm nhạc, thì đó chính là cơ hội của chúng ta. Và như những gì đã nói hồi nãy đó, là cái âm nhạc nó không có biên giới, nó không có cái rào cản về ngôn ngữ hay là về văn hóa. Mọi người đều có thể nghe âm nhạc và mọi người đều thích nghe nhạc. Ngoài ra thì việc mình làm music game á, thì mình có thể được tiếp xúc với những công nghệ rất là mới. Ví dụ như công nghệ mà hồi nãy anh có nói đó, là biến những cái động tác, những cái thao tác chơi game của mình thành âm nhạc. Rồi cái tuổi thọ của game âm nhạc rất là dài nữa. Cho nên chúng ta sẽ có một cái câu chuyện dài phía trước để mà theo đuổi. Đó là những điều anh muốn chia sẻ. Nói về cơ hội việc làm cho các bạn trẻ thì anh nhận thấy là tình hình bây giờ á, ngày trước là Amanot giống như một mình một ngựa ở trong cái lĩnh vực music game này, nhưng sau này đã xuất hiện những đối thủ rất là sừng sỏ như là Big Star, như là My Sing Mentor, hoặc là game Trumpet gần đây. Thì điều đó cho thấy rằng là music game là một con đường đúng đắn. Và càng ngày càng có nhiều studio nhảy vào lĩnh vực này, thì đó cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp cho tất cả các bạn trẻ muốn làm game nói chung và làm music game nói riêng. Vậy thì những bạn đang theo dõi buổi talk show ngày hôm nay thì các bạn cứ thể là tự tin để mình có thể mình tiếp bước để mình bước vào cái ngành nghề này ha. Và các bạn nào muốn làm music game thì đừng ngần ngại, thì hiện tại rất là nhiều studio hiện để cho các bạn có thể apply vào, và đặc biệt là Amanot. Đúng vậy, Amanot thì vị trí game developer music game thì luôn luôn tuyển nha các bạn. Vâng, luôn luôn tuyển nha mọi người ơi. Thì muốn làm music game thì nhất định không thể thiếu khả năng cảm nhận tốt. Tuy nhiên thì không phải bạn lập trình game nào cũng có sẵn năng khiếu về âm nhạc rồi. Vậy thì lộ trình rèn luyện hay là step giúp cho các bạn trau dồi về sự phát triển sâu hơn trong nghề này là gì ạ? Mình hiểu là không phải là người, chúng ta không phải ai sinh ra thì cũng có sẵn cái năng khiếu âm nhạc. Nhưng mà hầu hết các mọi người đều thích âm nhạc đúng không? Thì nếu như mà chúng ta cảm thấy hứng thú với âm nhạc rồi đó, thì sẽ có rất là nhiều cách để mà mình rèn luyện nâng cao nó mỗi ngày. Cụ thể ở Amanot thì công ty đã xây dựng cái môi trường là hầu như là được phủ đầy bởi âm nhạc. Có thể nhìn ở một góc bất kỳ của Amanot và chúng ta đều thấy cái yếu tố âm nhạc đó, có thể là nhạc cụ, có thể là một cái hình ảnh, có thể là những cái sticker âm nhạc, hoặc là có thể là một người nào đó đang hát. Thì cái việc mà mình tiếp xúc với âm nhạc nó mỗi ngày và nó thường xuyên như vậy á, thì dần dần mình sẽ cảm được nó, ít nhiều sẽ cảm được nó. Và ngoài ra thì ở Amanot có một cái chính sách về học nhạc, đó là công ty sẽ tài trợ hàng quý á, là sẽ mở những cái lớp học nhạc cụ và học kiểu tất cả mọi thứ về âm nhạc để dành cho nhân viên Amanot được đăng ký miễn phí. Và những giáo viên đó, giáo viên nhạc viện nhá, chứ nghĩa là chúng tôi làm thiệt và cũng chơi rất là thiệt tình. Thì có một lần em đã đến cơ hội đến Amanot để tham quan, thì thật sự là em có thể được rất là nhiều cái nhạc cụ âm nhạc, piano rồi guitar rồi cả một cái phòng thu, như là một cái phòng để mà riêng để mình ngồi mình chơi nhạc ở trong đó nữa. Không biết là anh Trung có chơi nhạc cụ nào mà? Không giấu gì bảo anh đang tập piano, guitar và thanh nhạc. Vậy thì không biết là cái sự gọi là niềm đam mê anh chơi nhạc gì, không biết có gọi là liên kết nào với cái công việc hiện tại của anh không? Thì game anh đang làm là Magic Tree. Thì đó là game mô phỏng việc chơi piano. Thì anh muốn học piano để mà mình hiểu hơn về cái loại nhạc cụ mà mình đang mô phỏng. Từ đó mình có thể có những cái cập nhật cải tiến, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người chơi. Còn riêng về guitar thì đó là nhạc cụ mà anh yêu thích từ lâu mà mình chưa có động lực và quyết tâm để mà mình học. Còn thanh nhạc thì tất nhiên là hầu hết mọi người đều thích hát rồi. Thì những cái ngoài cái về yếu tố công việc ra, nó còn yếu tố giải trí rất là tốt. Thường thì mỗi ngày anh sẽ đến công ty sớm hơn, và anh ở công ty có một cái piano đó, anh có thể chơi một bài tủ của mình. Lúc đó không ai cả, mình sẽ không có ngại ngùng.
và anh có thể gặp những người bạn thân của mình cũng 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 thích đi sớm và có thể đàn hát với nhau, khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Wow, đúng là âm nhạc có thể mang lại rất là nhiều cảm xúc cho một ngày mới đâu nào các bạn. Vậy thì tiếp nối chủ đề nhận được quan tâm nhất của các bạn là Music Game mùa lễ hội cuối năm nay. Đối với Music Game thì mùa nào trong năm được đánh giá là cao điểm với anh Trung? Thì liệu là giai đoạn hiện tại như là mùa lễ Tết thì có phải là cái giai đoạn cao điểm không anh? Thực ra thì đối với Music Game thì mùa nào mà có âm nhạc thì cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta gọi là phổ biến, chúng ta phát hành những cái bản cập nhật mới để mà thu hút user. Còn mùa đối với thế giới thì giai đoạn Giáng sinh và New Year là cái lễ lớn nhất trong năm. Và ở thời điểm đó thì mọi người có một cái kỳ nghỉ dài, mọi người cũng có những cái gọi là bonus, cho nên cái sự mà chi tiêu nó cũng rộng rãi hơn. Thì hầu hết các game sẽ tập trung vào mùa Giáng sinh và New Year. Thì thông thường các nhà phát hành game sẽ có những thay đổi, điều chỉnh trong game như là bản đồ game hay là skin nhân vật để phù hợp cho từng mùa như là Tết hay là Giáng sinh để thu hút game thủ. Thì đối với Music Game tại Amanot thì sự update của mùa lễ hội năm 2023 này thì không biết là có cái gì mới không anh? Và nếu có thì thay đổi lớn nhất sẽ là tạo nên sự thích thú gì cho người chơi? Hiện tại ở bản cập nhật mới nhất thì Magic Tide Tree có thay đổi giao diện game cho phù hợp với lại Giáng sinh và New Year. Và chúng tôi cũng cung cấp những cái bài hát mới nhất và những bài hát mà thuộc về truyền thống của năm mới và của Giáng sinh và năm mới. Thì đó là những thay đổi của năm nay. Còn năm sau hứa hẹn sẽ có một hệ thống live event mới hơn và những một số tính năng rất là hấp dẫn. Rất là nhiều bạn đang theo dõi buổi talk show, rất muốn anh Trung có thể gợi ý những tựa game âm nhạc từ kho game của Amanot để các bạn có thể đang nghỉ lễ có thể chơi được không ạ? Kho game của Amanot thì cũng khá là phong phú. Thì nếu như mà các bạn thích piano thì có thể chơi Magic Tide Tree. Các bạn thích những thể loại mà nó hành động nhiều hơn thì có thể chơi Big Ladder 3D. Còn những bạn nữ thích về thời trang, về du lịch, tiệc tùng thì có thể chơi Dancing Hill. Ngoài ra thì các bạn nhỏ cũng có thể chơi Tide Hop and Dancing Rod. Những game rất là phù hợp với lứa tuổi của các bạn. Và phần trả lời vừa rồi của anh Trung cũng là khép lại buổi talk show tuần này của VTC Academy. Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc nào cần được giải đáp thì đừng quên nhắn tin cho fanpage VTC Academy hoặc để lại bình luận phía dưới để có được giải đáp sớm. Cảm ơn những lời chia sẻ của anh Trung với tư cách là diễn giả mang đến cho các bạn đang theo dõi chương trình những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Trước khi nói lời tạm biệt cùng với các bạn khán giả đang theo dõi buổi livestream, thì với những bạn muốn làm trong lĩnh vực Music Game thì anh có lời khuyên nào không ạ? Lời khuyên của anh á, đầu tiên là các bạn nên suy nghĩ kỹ về cái con đường mà các bạn đã chọn. Nó hấp dẫn các bạn như thế nào, nó mang lại những động lực gì cho các bạn. Bởi vì đó sẽ là hành trang của các bạn trên cái con đường đã chọn. Đó sẽ là những cái lúc mà các bạn cảm thấy nản lòng hoặc là gặp thất bại, nó sẽ giúp các bạn vực dậy. Và ngoài ra về các bạn cũng nên trang bị đầy đủ cho mình về mặt kiến thức, nhất là kiến thức cơ bản. Đó là những môn mà các bạn đã được học trên ghế nhà trường thôi. Và luôn giữ cho mình cái tinh thần là luôn thắc mắc và luôn muốn tìm tòi, hiểu được bản chất của vấn đề, chứ không chỉ đơn thuần là biết xài và biết sử dụng ở bề mặt, bề nổi. Trước khi kết thúc chương trình thì cũng là ngay cái thềm gọi là Tết đến xuân về, thì anh có thể gửi một số lời chúc đến cho các bạn theo dõi buổi talk show ngày hôm nay ạ? Năm hết Tết đến, mình xin chúc mọi người một năm mới bùng nổ hơn. Và đầu năm chúng ta nói chuyện về game rồi, thì hứa hẹn năm 2023 sẽ là một năm bùng nổ của game nói chung và Music Game nói riêng nha mọi người. Vâng, cảm ơn anh Trung. Thì còn giờ Nguyên Bảo và anh Trung xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi talk show tuần sau. Xin chào mọi người. Chào tạm biệt.